Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người và mình sẽ tổng hợp cho mọi người 4 cây để bàn nhé mọi người. Mình có thể để bàn 4 cây này thì sẽ tượng trưng cho phát lộc để bàn nè, để bàn thờ vạn đấy tài lộc vào nhà mình. Đó. Cái cây này thứ nhất là mình sẽ để cây kim tiền. Đó. Kim ngân và cây phát lộc và cây chầu bà đế vương nhé mọi người. Thì trong phong thủy thì mấy cái cây này thì nó lại giúp cho mình có thêm nhiều tài lộc này, công việc ổn định này, cuộc sống được suôn sẻ và gặp nhiều may mắn hơn. Tuy nhiên thì không phải là loài cây nào cũng có thể mang đến cho mình tài lộc cần thiết đó, và hợp với những mệnh nào, hợp với mệnh của mình hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi cái clip này để mình có thể biết qua clip này nhé mọi người. Thì trong clip này trước hết là về cây kim tiền. Thì cây kim tiền là một loài cây quen thuộc mà chúng ta thường hay thấy ở trên các bàn làm việc, văn phòng, trong phòng khách, ở công ty và được rất là nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là cái giới phong thủy hiện nay. Thì cây này là có thân rễ, lá kép lông chim và thuôn về hai đầu, là có màu xanh bóng, màu xanh rất là đẹp, bóng nhẫy và dày cứng cáp nên rất đẹp. Trong phong thủy thì cây kim tiền lại mang ý nghĩa chỉ sự sung túc vươn cao, nên nhiều người tin rằng trồng cây này sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa thì càng may mắn hơn. Còn về cách đặt vị trí của loài cây này thì mọi người nên đặt cây kim tiền hợp phong thủy thì nên đặt ở trong các phòng khách hướng về hướng đông, ông quẻ tốn, mệnh mộc, hoặc là hướng chính đông, quẻ chấn, mệnh mộc thì sẽ là tốt nhất. Là loài cây dễ trồng, không cần nhiều nước nên là đặt cạnh bàn thờ thần tài thì rất là thích hợp. Đây đó, mọi người thấy đó. Đó là cây kim tiền nha mọi người. Và thứ hai là một loại cây mà mang nhiều tài lộc cho mình nhất, đó là cây kim ngân. Đây mọi người ơi, thấy không ạ? Cây kim ngân là một loài cây mà được nhiều người gọi là cây bím tóc này, hay còn gọi là cây bím tóc bởi vì là cái hình dạng của nó rất là lạ. Đấy, cây của nó có thể xoắn này, có thể xòe rộng như cái bàn tay. Đấy, cái lá của nó rất là xanh mướt nha mọi người. Thân cây có thể cao khoảng 6 mét nếu mà nó là thân cây mà đã trưởng thành rồi. Đó, lá của nó xòe rộng. Đó, cây kim ngân này thì nó có thể ra hoa vào tháng 4 đến tháng 11. Đó. Những cánh hoa to có màu kem và trở nên nó sẽ nở về đêm nhá mọi người, và hương của nó rất là nhẹ nhàng. Đó. Trong phong thủy thì cây kim ngân này được xem là biểu tượng của tiền vàng và sự sung túc giàu có. Cây cũng rất là dễ chăm sóc nên là có thể trồng ở trong nhà, sân vườn và phòng máy lạnh, vừa đem lại tài lộc may mắn mà vừa đuổi ruồi muỗi. Về vị trí là của vị trí để đặt được cây kim ngân này ở trong nhà ấy, thì tốt nhất là nên đặt ở phòng khách này, hành lang, hay là đặt cạnh bàn thờ thần tài này, thủ công, hay là những cái vị trí mà đón khí ở trong nhà, nơi làm việc mọi người, thì cũng rất là phù hợp để các cây này. Ngoài ra thì mình cũng có thể đặt cây này ở bàn làm việc, phòng khách hay là ban công. Đó, phòng ngủ mình cũng có thể đặt được nha mọi người. Rất là phù hợp. Đó, nó có thể mang lại tài lộc cho mình, sung túc, giàu có. Đó. Thì bên cạnh trong nhóm cây về tài lộc ấy, thì không thể thiếu được đó chính là cây phát lộc, hay còn có tên gọi khác đó chính là cây trúc phát tài. Thì cây này còn được nhiều cái tên rất là hay, đó chính là cây trúc phú quý, cây lucky bamboo. Thì cây có thân mọc thẳng, không có cành và có nhiều đốt nhỏ từ khoảng 2-3 cm, phân thành đốt, từng đốt nhỏ nên giống cái thân trúc. Thì đặc biệt thì nó có thể uốn theo sở thích của người trồng và cây sinh trưởng tốt ở những nơi mát mẻ, ẩm thấp. Thì cây phát lộc thì có thể thích nghi đối với môi trường ở trong nhà, văn phòng, giúp
lọc sạch không khí này trong phong thủy thì nên đặt cây ở bàn làm việc thì sẽ mang lại ý nghĩa giúp cho công việc thuận lợi, công danh sự nghiệp rộng mở, tiền vô như nước. Đặt cây này trong nhà thì sẽ đi xua đi những cái sự xui xẻo, đem lại bình an và sức khỏe cho cả nhà. Cây phát lộc thì nên đặt ở trên các bàn làm việc hướng đông hay hướng đông nam, vì đây là hướng mặt trời mọc thì sẽ đem lại nhiều năng lượng tích cực. Nếu đặt trên bàn thờ, ba cành là mong hạnh phúc, hoặc là năm cành là mong sức khỏe, tám cành là mong tài lộc và chín cành là mong ông thời vận suôn sẻ, thì mọi người nên chọn cây này vì nó lại mang lại rất nhiều ý nghĩa. Đó mọi người ơi, đấy là cái ba cây kim tiền, kim ngân và cây phát lộc. Ngoài ra thì mình còn một cây nữa, đó là cây cây trầu bà đế vương. Đây mọi người, lá rất là lạ. Thì cây trầu bà đế vương này nó có một màu lá đẹp mắt, thì là nó bóng bẩy với cái màu xanh kết hợp với các viền sọc trắng bên trên lá xen kẽ lẫn nhau, có toát lên một sự sang trọng và uy quyền. Nếu mà bạn đặt một cây trầu bà đế vương lên bàn thờ thì sẽ mang lại vượng khí cho căn nhà, đường vận cũng hanh thông, tránh được xui xẻo và thị phi. Thì đó là một combo cây rất là phù hợp để đặt trong nhà, đặc biệt là đối với giới phong thủy. Thì đấy là một số cây mà mình đã giới thiệu với mọi người để mình có thể đặt combo này ở trong nhà ở nhiều vị trí khác nhau nhá mọi người. Thì đấy, bốn loại cây này là bốn loại cây mà thích hợp để trồng và có thể đặt ở bàn thờ này, đem lại cho mình điều lành. Và hy vọng thì cái clip này thì sẽ giúp cho mọi người hữu ích và có thể hiểu biết hơn về cái các loại cây và cái loại các loại cây và kiểu là phong thủy để mà đặt cái cây này, và nó sẽ đem lại cho mình may mắn này, tiền tài phú quý nhá mọi người. Rất là phù hợp để những loại cây này nếu kết mà hợp với nhau để mà để trong nhà của mình, nó lại càng nhân đôi cái sự giàu sang, cái tài lộc vào nhà của mình đó. Nếu mà mọi người mua theo combo thì giá của cây nó sẽ rất là phải chăng, và ngoài ra mọi người còn được tặng thêm những cái phần quà rất là đặc biệt và ý nghĩa. Mua theo combo thì nó sẽ rất là rẻ và đẹp. Và nếu mà mua theo combo thì nó vừa rẻ mà nó còn vừa nhiều ý nghĩa nhân đôi nữa. Và bên mình sẽ tặng rất là nhiều phần quà cho combo này. Đó mọi người ơi, thì mọi mình có thể khắc tên này, bán laser đó, bán laser mà tặng cho mình những sticker gì đó. Đó, rất là nhiều phần quà để mà có thể tặng với mọi người. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại mà mình để trên tường nhé mọi người. Mọi người có thể qua trực tiếp showroom 39 cây đời để mình có thể xem trực tiếp và mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ càng hơn về các loại cây này. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người. Bye. Rất là nhiều.